Thì phần cuối cùng này thì mình sẽ bonus, tức là mình giới thiệu trước, mình trailer trước cái hàm nó gọi tên gọi là cái hàm tên gọi là TwinMax. Cái hàm này đến cuối cái khóa này mình sẽ học cái hàm này TwinMax, một cái hàm rất mạnh, một cái thư viện của jQuery. Đây là một thư viện của jQuery, một thư viện chuyển động. Thế ở đây mình sẽ áp dụng luôn để làm cái hiệu ứng là khi mà load cái trong web một cái thì những cái phần tử này nó hiện ra lần lượt. Thì bạn search Google với từ khóa là green shock. Đấy, xong kích vào homepage. Sau đó kích vào phần là download. Nó copy cái link này. Đấy. Sau đó vào file HTML của mình paste đây. Paste vào dưới cái jQuery nhé. Thì đây nó sẽ load ra cái thư viện TwinMax. Sau bạn mở file JS ra. Đó. Bạn gõ luôn cái hàm là TwinMax.to à from. From có nghĩa là đi đến từ đâu đúng không? Từ mình sẽ xử lý đối với cả cái selector tên là chấm tin to. Mình không rõ là cái tên là gì. HTML đâu. À, tin to. Như vậy là chấm tin to. Chấm à phẩy. Thời gian chuyển động nó là khoảng tầm 1 giây. Và cái hiệu ứng chuyển động của nó là đi từ bên dưới trở lên hoặc đi từ bên dưới trở lên nhé. Top khoảng tầm 100 pixel nhỉ. Và opacity bằng 0. Tức là từ vị trí mà nó cách bên trên 100 pixel và nó từ vị trí opacity bằng 0. Đấy, thì mình xếp lại. Xong mình refresh lại cái trang của mình nào. Chưa có gì. Mình sẽ check lỗi nhé. Đấy, check lỗi cũng là một kỹ năng cần thiết. Có đỏ lên này, chắc chắn là lỗi này. Bạn kéo lên để xem là lỗi là cái gì nhé. Dòng số 2, thiếu dấu mở ngoặc đơn. Đấy, dòng số 2 đây. Mở ngoặc đơn ở đâu đây? À, một chấm phẩy đây, mình bỏ đi này. Trả lại như nào. À, ok rồi. Như vậy là khi bạn F5 lại, bạn thấy là tất cả mọi thứ từ chuyển động từ dưới lên. Đó. Còn muốn chuyển động từ từ thì bạn sẽ phải dùng thêm một cái từ khóa là stag from F viết hoa. Và mỗi cái cách nhau khoảng tầm 0.4 giây, 0.4 nữa. Đấy. Tức là mỗi phần tử nó di chuyển lên thì nó sẽ cách nhau khoảng 0.4 giây. Refresh thôi nào. Đó. Nhìn thấy nó loát. Đấy, thời gian nếu muốn nhanh hơn thì bạn để này khoảng tầm 0.5 thôi. Và cái này là 0.1. Ít thôi. Đó. Như vậy là khi load một cái nó sẽ chuyển động lên. Chỉ bằng một câu lệnh. Đấy, bạn nhớ rõ rằng chỉ bằng một câu lệnh thôi. Và nó đã có sức mạnh áp dụng cho càng cái web. Và nó chuyển động lên như này thì bạn phải thấy nó rất mạnh. Đấy, cảm ơn các bạn. Cái phần này mình sẽ quay trở lại cái phần TwinMax này ở trong cái phần cuối của khóa học, nơi mà mình sử dụng các thư viện hỗ trợ thêm cho cái chuyển động của mình.